mỗi khi cầm trên tay một mẫu CPU thế hệ mới và còn là mẫu CPU mạnh, điều đầu tiên hiện ra trong đầu chúng ta sẽ là hiệu năng sử dụng khi chơi game làm việc ra sao, nhiệt độ tỏa ra thế nào, mua và chọn linh kiện có phù hợp hay không. Mình sẽ lấy luôn là CPU Intel Core i7-12700KF là một ví dụ điển hình. Trong khoảng giá 10 triệu đồng cho một mẫu CPU đến từ Intel thì rõ ràng đây là một sự lựa chọn cực kỳ ấn tượng với 12 nhân và 20 luồng xử lý. Ở trong đấy thì sẽ có 8 nhân hiệu năng cao và 4 nhân hiệu suất. Xung nhịp đơn nhân cao nhất có thể đạt được là 5.0GHz và điện áp khoảng hơn 190W. Điều khiến cho mẫu CPU này đáng giá nằm ở chính sức mạnh ở bên trong CPU khi mà các bạn sử dụng. Tuy nhiên, hiệu năng càng mạnh thì điện áp càng lớn, qua đó thì nhiệt độ cũng sẽ tỏa ra càng cao. Và đây chính là mấu chốt vấn đề khi các bạn sử dụng hay chọn mua một mẫu CPU có hiệu năng cao. Và tất nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải quyết với một hệ thống tản nhiệt khí đủ tốt. Chỉ cần những hệ thống tản nhiệt khí khoảng 4 ống đồng nếu cực xịn hoặc là 6 đồng trở lên là đã có thể giải quyết được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phát sinh một vấn đề khác liên quan đến vấn đề về mềm. Thì với CPU có hậu tố K, nếu như bạn nào mà đam mê tính năng ép xung thì hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu bộ máy chủ dòng Z. Còn đâu ngược lại, chúng ta cần tối ưu một chút về mặt giá thành này cũng như về mặt hiệu năng, thì mình nghĩ một mẫu bộ máy chủ dòng B sẽ mang lại cho cả hiệu suất ấn tượng nhất về cả về hiệu năng cũng như về giá tiền. Thì mẫu main được mình lựa chọn ở đây là B660 Steel Legion. Phân tích một chút khi mà chúng ta sử dụng đi, thì với mặt điểm số với Cinebench R23 thì cái mẫu CPU Intel Core i7-12700KF thừa sức bóp nghẹt tất cả những dòng CPU Core i9 đổ lại, kể cả Intel Core i9-10900K hay là Core i9-11900K cả về lẫn đơn nhân và đa nhân. Hơi buồn một chút dành cho những các bạn nào mà sử dụng Intel Core i9 đời cũ, và chắc chắn sẽ trở thành một món hời lớn dành cho những người dùng mới hoặc là nâng cấp. Và nếu ai hỏi bạn rằng là tại sao tôi nâng cấp từ Intel Core i9 đời cũ lên Intel Core i7 thì hãy trả lời: người thành công luôn có một lối đi riêng. Yếu tố thứ hai là khi sử dụng chơi game, những cái tựa game online hiện tại thì đều không thể nào tận dụng được hết sức mạnh vốn có của CPU Intel Core i7-12700KF, bởi vì cái vốn dĩ cái hiệu năng đơn nhân và đa nhân của cái mẫu CPU rất tốt này, và cái lượng nhân rất lớn lên đến là 12 nhân, và những cái tựa game online thì chắc chắn sẽ không thể nào tận dụng được đến 12 nhân và thay vào đó là sẽ sử dụng những cái hiệu năng đơn nhân của CPU. Thế nên khi các bạn chơi những tựa game FPS hoặc những tựa game nào đó mà sử dụng gọi là đơn nhân chỉ dụng 1-2 hoặc thậm chí là 4 nhân và đi kèm theo một mẫu card mạnh mẽ, thì việc các bạn đạt từ 400 đến 600 FPS là điều vô cùng đơn giản. Thậm chí khi mà mình test luôn với cái tựa game Valorant, đầu tiên mình nghĩ là FPS sẽ rơi khoảng chừng từ 100 đến 200, nhưng khi vào play như các bạn đã nhìn thấy ở đây thì FPS có thể đạt được là khoảng từ 400 đến 600 và duy trì ổn định là ở 400 FPS. Và theo như mình nghĩ, nếu như bạn nào mà đầu tư đến một cấu hình như vậy để chơi tựa game FPS thì các bạn nên đầu tư những hệ thống màn hình có tần số quét là khoảng tối thiểu là 144Hz hoặc là 240Hz nếu như có điều kiện. Và khi các bạn chơi những cái tựa game online thì những tựa game online thì đòi hỏi sức mạnh phần cứng nhiều hơn, tuy nhiên thì vẫn quá thoải mái với CPU Intel Core 72700KF với một mẫu card đủ tốt. Yếu tố thứ ba, làm việc. Đây là một trong những yếu tố mà rất đáng để quan tâm và hơi nhạy cảm một chút. Với CPU của Intel thì các bạn thường quan tâm đến một cái yếu tố, đó chính là Intel Quick Sync. Intel Quick Sync sẽ xuất hiện ở trên cái GPU tích hợp của Intel, nhưng đối với dòng F thì chúng ta sẽ không có GPU tích hợp, thế nên chúng ta sẽ không có theo kèm Intel Quick Sync. Và nếu như bạn nào mà quan tâm nhiều đến Intel Quick Sync và gọi là thích cái hiệu năng bên trong của Intel Quick Sync thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản non F như kiểu là Intel Core 72700 hoặc là 12700K. Còn đối với mình thì mình sử dụng cái hiệu năng của cả CPU lẫn GPU rồi, thế nên mình không nhất thiết quan trọng cả Intel Quick Sync khi mà mình edit video. Thì với một file edit video mình render ở định dạng là H264 có thêm một số những cái hiệu ứng, thì khi mà mình render thì mình quan tâm đến một cái yếu tố, đó chính là tận dụng thêm sức mạnh của VGA để có thể render, hoặc là bây giờ mình đã show cho các bạn cái vấn đề render của mình nhưng mình không thêm cái sức mạnh của VGA nữa và mình chỉ dùng sức mạnh thuần của CPU để render thôi, thì các bạn có thể thấy được cái điện áp tiêu thụ của CPU rơi khoảng chừng hơn 160W và xung nhịp sẽ ổn định, xung nhịp hiệu năng cao sẽ ổn định khoảng từ 4.8 đến đôi khi là lên đến 4.9GHz và nhiệt độ khoảng từ 70 đến 80 độ C. Yếu tố thứ tư, liệu một mẫu main dòng B và tản nhiệt khí có đáp ứng nổi nhu cầu sử dụng thực tế hay không? Trước khi trả lời thì mình phải làm rõ vấn đề là stress test hardcore và sử dụng thực tế khác nhau như thế nào. Đối với stress test một cách hardcore nhất, đó chính là sử dụng Prime 95 này kèm theo AVX thì sẽ mang tính chất tham khảo là chính và sử dụng thực tế sẽ không thể nào giống được như vậy. Ví dụ nhé, khi mà mình stress test CPU thì điện áp có thể vượt ngưỡng đến 220W, thế nhưng khi mình render video thì điện năng nó chỉ tiêu thụ khoảng 160W hoặc cao lắm thì là 190W, tức là thấp hơn khi so với mức stress test cao như vậy. Và khi stress test một cách gọi là quá cao và sử dụng để chúng ta tham khảo thôi thì chúng ta sẽ nhìn được là mẫu CPU này khi mà tỏa nhiệt cái điện áp tối đa có thể đạt được là sao, nhưng đại đa số người dùng thì đều sẽ không thể nào mà sử dụng đến như vậy. Tất nhiên là nếu như bạn nào mà thực sự mà lo ngại về vấn đề là
nhiệt độ hay mà gọi là nhiệt thủ một chút. Chúng ta có thể đầu tư những hệ thống tản nhiệt nước để thay thế cho tản nhiệt khí. Nhưng mà chúng ta đừng lo lắng quá, bởi khi các bạn sử dụng để render video trong thời gian dài hay là chơi game thì với một hệ thống tản nhiệt khí hoàn toàn có thể đáp ứng được so với nhu cầu sử dụng của các bạn. Lý do bởi vì là CPU Intel Core 7700KF đã được là sản xuất trên tiến trình thấp hơn rồi là 10 nanomet, thế nên cái điện áp của CPU đã điều chỉnh vào tối ưu sao phù hợp nhất, và các bạn có thể update BIOS của main để có thể giải quyết được cái vấn đề tỏa nhiệt. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái vấn đề về mẫu main dòng B này, lắp CPU K. Các bạn sẽ nghĩ đến là những mẫu CPU K này cần hệ thống cá cướp điện cho CPU phải là ấn tượng hết sức này, và phải là cực kỳ tuyệt vời để tản nhiệt. Tất nhiên điều đấy không sai, thế nhưng khi chúng ta sử dụng một mẫu main dòng B, cụ thể là dòng B dành cho CPU thế hệ thứ 12, thì cái khu vực cấp điện cho CPU cũng là rất tốt và cái mức độ tỏa nhiệt ra cũng vô cùng ấn tượng, khi mà cái nhiệt độ cao nhất có thể đạt được lúc đấy mình stress test CPU là khoảng hơn 60 độ C, đấy là khu vực nóng nhất, còn ở trung bình thì đã rơi khoảng từ hơn 40 độ C, khoảng 40 đến 50 độ C, và đây là hoàn toàn mức nhiệt ổn định để các bạn có thể sử dụng trong một thời gian dài. Các cái thành phần linh kiện khác bao gồm mình sử dụng là 2 thanh RAM Kingston Fury Beast với tổng dung lượng là 16GB với bus RAM là 3200. Các bạn hoàn toàn có thể lắp thêm 2 thanh nữa để nâng cái tổng dung lượng lên 32GB. Tất nhiên thì giá thành của sản phẩm sẽ cao hơn một chút. Các loại được mình sử dụng ở đây là GeForce RTX 3060. Đây là phiên bản AEG, một trong những phiên bản khá là cao cấp đến từ Colorful. Cái nhiệt độ tỏa ra của VGA cũng khá thấp bởi vì do đây là phiên bản được trang bị 3 fan và có màu trắng. Kèm theo đó là cái hiệu năng khi các bạn chơi game là không cần phải bàn cãi. Khi mà chúng ta chơi game ở trên độ phân giải là Full HD, cụ thể một chút là các bạn chơi những tựa game FPS ví dụ như là Valorant khi mình test vừa nãy ấy, cái FPS có thể mang lại khoảng từ 400 đến 600 FPS, và cái vỏ cây được mình sử dụng ở đây là vỏ cây MSI và một bộ nguồn là 550W. Tất nhiên thì việc chúng ta xây dựng được một cấu hình PC là không khó, quan trọng là tất cả những linh kiện bên trong có thực sự phù hợp với nhau hay không, hay các bạn chỉ nghe người dùng bảo là chúng ta phải mua thế này thế kia thì mới chuẩn, và cuối cùng là lãng phí đi một khoản tiền chỉ để học một cách view PC. Và để kết thúc video thì dĩ nhiên sẽ là phần test hiệu năng tổng thể để các bạn có thể nhìn một cái nhìn tổng quan nhất về bộ PC Mona Lisa xây dựng ở đây.